Chào các bạn nha. Bữa nay thì mình cũng đi câu cá bạn. Đầu tiên mình xuống cái hồ này mình câu. Là thấm thoát cũng có một năm rồi. Nay mình đi. Giờ mình đang xuống tàu đó. Cái cảnh xung quanh của mình nè. Hôm nay thì rất là nhiều tàu để câu. Mình thấy xe người ta đậu nha. Hy vọng là có cá cho nên có rất là nhiều người đi. Cái hồ này là cái hồ nhân tạo. Ai vô đây câu cũng được á, chỉ cần tốn 3 đồng cho một người thôi. Sáng sớm mình mới tới rồi, dàn công còn mười mấy chiếc xe rồi. Mỗi chiếc xe này nó là một cái tàu, không biết đi mấy người thôi. Bây giờ mình sẽ kéo xe lên rồi mình sẽ chạy đi câu. Giờ mình chạy lại cái chỗ điểm câu của mình á, mình tới chỗ cái nhà đó đó, cửa đó. Vô mấy cái chỗ lấy bụi cây á mình câu. Chim gió cũng rất là nhiều người câu, hy vọng là có cá. Rồi ăn này, mắc cỡ mà chưa chịu nuốt chứ rẻ không à. Cái thở cập cập vậy hay là nó ăn à, thì mình mới lại nó động. Này ăn hả? Ôi, dính rồi thứ gì? Oh, web first nhỏ hai. Oh yeah, một cái. Ok, cho em vô đây luôn. À, đây. Hôm qua first. Cái này nhỏ con không được lớn. Đâu luôn. Dính nhiều men. Đây, tiếp tục, mình vô màn chạy máu à. Vô lại luôn, tiếp tục. Đây, được hàng khủng. Qua bếp này bự. Nhìn xa rộng. Con cá, chung vô trong chạy luôn này. Oh, chung ra, chung ra. Ủa, cắt phết. Tiếp tục á. Mẹ ơi, con bự gì anh hụt quậy ơi. Này nhỏ nhỏ không á. Đây. Rồi vô đây luôn. Con rùa, chắc con rùa khóa mồi đó, con rùa. Đây là số cá làm câu. Bốn rùa to vậy đó, còn 6 con nhỏ. Thank you.
trăm thành quả các bạn nè, bắt được chín con rồi sao. Đây sống nó tung quá trời. Rất là to, đầu mùa con nào đấy nó to to này, được 4 con to vậy nè, còn 6 con kia nhỏ. Đó. Con nào con nấy nha, đầu mùa sắp đẻ hết trơn nè, khoảng 2-3 tuần nữa là nó vô nó đẻ nhiều không, giờ đầu mùa nó là chấm. Còn đấy nè. Đây một thao cá mình câu luôn bạn, mình đem mình lấy mình thả anh con rồi giữ chín con. Thấy hai con này nó nằm ngang cái thao, bít cái thao luôn, bằng tay xin mình xè ra bằng nó. Thấy con này nó đẹp ha, con này chiên thịt nó ăn rất là thơm, cá nước ngọt con này rất là ngon. Cái này là gem fit thì trong tiểu bang mình cho cái hồ này nó cho 25 con một ngày thôi, còn mình câu cháu khác thì được 50. Thành quả có một ngày đi câu thì hôm tới đây chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp bạn sau. Cảm ơn các bạn đã xem video mình. Bye.